Chào cô. Chào dạ. Gái. Chào cô. Mời cô ngồi. Mời cô giới thiệu về mình. Chào MC Quyền Linh với là Lê Lộc. Tôi là người ở quê quán ở Phú Yên, nhưng mà hiện nhà thì ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Miền Trung ha. Miền Trung. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? Mình 60 tuổi. Trời ơi, 60 tuổi nhìn cũng còn đẹp lắm á. Tức là cô từ Khánh Hòa vào đây đó hả? Từ Khánh Hòa vào đây. Dạ, cô hay theo dõi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu không? Thích lắm. Lúc nào thế là rảnh là bật điện thoại lên là coi à. Dâu á, dâu thấy nói ô vậy là mẹ thích rồi. Nhưng mà cái chương trình này là cô đăng ký hay là chị đăng ký? Dạ em đăng ký. Dâu đăng ký á. Dâu nói là thấy mẹ thích là sao á, thấy mẹ cứ coi hoài, coi cái chương trình đó hoài coi thôi. Hoài bực. Coi hoài bực luôn hả? Coi hoài bực quá, đăng ký bỏ ghét. Trời ơi. Rồi bây giờ dâu giới thiệu luôn nè. Con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Lê Lộc. Em tên Trịnh Thị Thu Hiền. Em nay 24 tuổi, em làm nghề trang điểm cô dâu á. Em có một studio riêng. Lê làm dâu được mấy năm rồi? Con làm dâu được 1 năm 4 tháng à. 1 năm 4 tháng mấy ngày lẻ lẻ? Không có ngày lẻ. Chẳng luôn đó hả? Chẳng luôn. Coi như năm 4 đó. Có em bé chưa? Dạ có rồi, em bé được 3 tháng rưỡi ạ. À, bé trai hay bé gái nè? Bé trai ạ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu này thì cô thấy như sao? Thằng con trai nó dắt về mà nó không có nói. Về nó, ủa sao con lớn rồi mà sao con chơi bạn gì mà có chút xíu xíu rồi con. Hồi nó có mất cái 35-36 kg thôi à. Chỗ này nó đẻ nó lên ký á. Con cô mấy tuổi? Con cô là hiện giờ nó 31 tuổi. 31, tôi lớn hơn con này 7 tuổi. 7 tuổi, dạ. Mình cũng nghi nghi rồi. Xong cái nói ồ nó nhỏ cỡ nó chứ đánh lộn đánh lẹo để mà phải cần to má. Nó dối vắng thì nó làm ra tiền thôi chứ đâu có gánh vác như hồi như xưa đâu, mà phải cần kiếm cho to cho bự. Con thích nhỏ à, nhỏ mà nó đẹp. Mà thiệt nó đẹp đẹp y như con búp bê, cứ kêu con chim cảnh không à. Mà nói chứ duyên nợ tụi con má cũng không nói gì hết á, nhưng mà thấy nó nhỏ nó bé quá vì nó sinh nớ làm sao con. À dễ thương đẹp lắm luôn á. Mình còn nhớ cái kỷ niệm hay là cái ấn tượng khi mà lần đầu tiên gặp mẹ chồng không? Dạ lần đầu tiên em gặp mẹ chồng em á là lúc đó là mẹ đang ở lại chăm con của chị gái của chồng. Thì anh chồng em anh dẫn em qua đi chơi, cái thời điểm đó là em lên trên này để em vừa học và vừa làm nghề trang điểm đó. Cách đây 4 năm rồi. Thì lúc cái thời điểm em chưa có nhà, chưa có chỗ ở, anh mới dẫn em về để ở với nhà của chị luôn. Hồi đó em cũng nghĩ em vô tư lắm, đâu có nghĩ là mình sẽ lấy anh đâu. Kêu là bây giờ thôi về thì về ở đi, có chỗ ở mà, mình về đi. Mà về thấy cái cách sống của má, nó gặp má không nghĩ là mẹ chồng, không nghĩ là chị gái. Thì lúc em đẹp lắm, đẹp mà nhìn trẻ lắm, mình không nghĩ là con lớn như vậy đâu. Bây giờ mình ở chung luôn hả? Dạ đúng rồi, ở chung. Chưa cưới nhau ở chung luôn? Không, ở chung với chị gái của chồng. À. Là có cả mẹ chồng em luôn, lỡ ở chung luôn. Với mẹ chồng luôn? Dạ đúng rồi, là chưa cưới chứ gì hết. Rồi tính tình cũng nhớ từ lúc mà quen nhau, từ lúc ở chung với mẹ chồng bao lâu thì hai đứa cưới nhau? Dạ 4 năm rưỡi á. Ở không, em không năm. Ở chung, có nghĩa là ở chung cái thời điểm đó chị em ở chung có tầm 2-3 tuần thôi. Là để em kiếm được phòng trọ rồi em đi ra giống phòng trọ. Giống như là mình ở chơi vậy đó. Đúng, mình ở chơi vậy thôi. Từ cái thời điểm mà bắt đầu quen cho tới lúc cưới là 4 năm rưỡi. 4 năm rưỡi luôn. Ồ, vậy quá. Là quen từ lúc 17 tuổi. Dạ. Trời đất ơi. Tự mối tình đầu của tôi. Dạ cũng không quá mối tình đầu đâu. Tự nhiên đây. Chắc yêu từ lúc 2 tuổi. Sau khi nó về làm dâu á, có khác với lúc mà nó ở chung nhà trong lúc mà chưa làm dâu không? Ô nói chứ mình làm dâu cho nó không làm dâu cho mình. Con mà nó ôm cũng è ạch, nó tắm cũng mình tắm luôn, ngó yếu ớt quá con tắm nó rớt cháu té cháu. Cho mẹ nhưng mà tắm cô có chỉ dạy lại không cô? Chỉ nó cũng có làm được đâu. Thường con gái em đi, em chỉ có 35 kg thôi. Hôm em lấy chồng em lên được 36 kg. Em cưới được 1.5 tháng là giờ em đi hoàn toàn trăng mật về nhà. Má nói em là cái này chắc không bầu được rồi. Tướng này chắc không bầu được. Không biết bầu, ôm bầu sao con. Má nói vui vậy thôi, mà trong lòng em sốc. Em kêu chứ trời ơi, trông lẽ giờ làm sao. Mới cưới dâu để được có 10 ngày. Má nói vậy kiểu không biết nói sao mà sao. Quyết tâm có bầu. Tức chịu ha. Tức quyết tâm có bầu liền. Hạ nó có bầu. Em bị đa nang, bác sĩ nói em là rất khó có em bé. Thời điểm đó em làm là xô em nhiều, em đi đêm không à. Người đi sáng em đi sớm rồi đêm em mới về. Thời gian không ăn uống này kia, lúc có bầu á, em không tin là em có bầu. Em bay qua con lươn em mua cái que thử thai em về em thử 4 cái que thử thai. Ngày hôm sau em thử thêm 4 cái nữa, em chắc chắn là em có bầu. Em nói với anh chồng á là anh, em có em bé rồi. Anh kêu dễ gì, để khám chắc chắn đã. Rồi em hẳn nói với má, với mẹ, với mọi người là em có bầu. Tối đi khám thì một bác sĩ khám nói em là bị tràn dịch.
ổ bụng em bé khó có thể vô tử cung được, có nghĩa là có thể xảy bất cứ lúc nào đó. Tức là có thai ngoài tử cung á? Có thể là có thai ngoài tử cung thì không vào được, em bé nó chỉ có ở ngoài thôi, nó không có vô được. Em càng sợ hơn tại vì em lỡ nó nói với má rồi, em điện thoại mà em kêu má con có con bé rồi, má sắp lên bà nội rồi, má em khóc luôn. Thai được 5 tuần, vừa vào bữa tử cung thì em bị động. Trời ơi. Bị động thai, nằm viện một tuần, má xuống má chăm. Thì không dám cho má chăm, tại hồi đấy em mới làm dâu mà. 3 tháng đầu tiên em lên 10kg. Là mình ăn nhiều đúng không? Đúng rồi, em bị nghén ăn. Có nghĩa là em ăn bất chấp, đêm 2 tiếng, cứ tầm 2 tiếng em dậy em ăn một lần. Trời ơi. Đêm á, một mình em là hết 3 lốc sữa. Khi mà mẹ chồng nghe tiếng khóc chào đời của cháu nội rồi đó, thì cảm giác thế nào? Mừng ơ lắm, cô là người chạy đầu tiên vô ôm cháu á. Lúc đó là thấy con người nó sao cô? Thấy sao mà nó nhẹ nhõm, thấy như là chân mình đi không đụng đất vậy á. Mừng nó nổi. Mà hồi lo sao mà sợ, nghĩ nó nhỏ quá, nghĩ nó có bầu nó mang làm sao đây. Rồi nó đẻ làm sao đúng không? Rồi nó đẻ làm sao đây. Cái thằng con trai nó nói chứ thôi má đừng lo, sinh vôi sinh có, bác sĩ đẻ cho nó có đẻ đâu mà má sợ nhỏ đẻ không được. Xong rồi con là mấy ký? 3 ký mốt. 3 ký mốt luôn hả? Rồi giờ chăm sóc con cháu là cô chăm sóc hết? Chăm hết, có mẹ đẻ nhưng mà không có cho mẹ đẻ chăm. Con thích mẹ chăm à, đòi hỏi là chiều hết. Hồi cuối cùng thì nó cũng đẻ. Nó cũng đẻ. Vậy là vui rồi. Tất cả mọi câu chuyện từ nãy giờ nó chung nó cũng rất là căng thẳng. Rồi về làm dâu rồi có nấu nướng gì cho mẹ chồng không? Dạ không. Nấu rồi. Mẹ chồng nấu hết. Nghe thì cưới xong rồi á là nó đi tuần trăng mật, rồi về ghé nhà Cam Ranh thì con nó ghé về lâu lâu nó về mừng thứ mồ. Mình lại đi chợ lo nấu ăn, chứ nó ngủ 9 10 giờ nó mới dậy. Dậy rồi ăn xong rồi nó dắt nhau nó đi tới bán nó uống cà phê. Thì trưa đúng giờ nấu ăn xong rồi gọi con về ăn cơm cho đúng giờ rồi ở nhà chờ. Vậy là về ăn cơm xong rồi ngủ. Ngủ 3 giờ dậy cứ vậy. Rồi tối ngày nó đi vô là đi vô. Trời, làm dâu cực quá ha. Rồi giờ vô trong này cũng vậy. Giờ như nấu chăm cháu cho chăm con luôn. À, là bây giờ cô vào đây ở luôn với chị rồi hả? À. Trời quá sung sướng rồi. Đúng rồi, coi như có mẹ chồng lo hết rồi. Cô thấy mình hợp với con dâu điều gì? Nó nấu ăn cũng giống khẩu vị của cô lắm. Tại con dâu trang điểm cô dâu mà, có giờ trang điểm cho mẹ chồng không? Có, trang điểm sửa sang mẹ. Mẹ lên đây đây. Trời ơi, đẹp, đẹp thấy trẻ đi sao luôn. Rồi nhưng mà hai mẹ con mình khá thân thiết nè, khá hiểu nhau nè, cũng có nhiều tình cảm. Rồi có bao giờ hai mẹ con mình mâu thuẫn chưa? Chắc là có. Bà thì quá cưng cháu. Mỗi lần cháu kết tiếng khóc là y như xé lòng bà vậy đó. Kiên cữ của em, tại vì trong tháng con em rất là khó, mới ngủ võng mà. Nếu em sinh mổ thì đâu có thể nằm võng được bé, thì bắt đầu bà phải nằm. Thì bé bệnh hơi bà hơn bệnh hơn em. Có nghĩa là bé đang khóc thì bà bế là bé sẽ nín. Thì em dỗ mãi không biết bé có nín hay không. Bà nó muốn vừa, là bà, vừa là bà nội, vừa là mẹ luôn đó. Nó chỉ cho bú thôi à. Mà cũng không bú được yên đó, tại vì em không có đầu ti. Bé không bú được. Cái tháng đầu tiên bé không bú được, bé cấu, bé xé em, coi như bé làm em không theo em luôn. Nên bà cho bú được chắc bà cho bú luôn. Rồi. Hỏi mình lên sao? Tối nó nằm trong phòng, mình nằm ở ngồi đây. Con nó cho bú rồi nó dỗ không được ra, cứ nó ôm nó đứng bên đây. Đỡ nội ngủ con, đỡ nội ngủ. Mà nó đứng ngay mình luôn mà cứ đỡ nội ngủ. Con đỡ ngoại, đỡ nội ngủ. Tao nhắc khéo cái nội dậy á. Con nội đang ngủ được, con khóc nữa nội ngủ được con ơi. Bài này quen quá rồi. Xem nó thôi đưa đây, cho má đi. Đi vô ngủ. Vậy là lu vô đéo cửa ngủ. Có điều gì mà em không hợp với mẹ chồng của em? Nếu mà không hợp thì chắc là em nghĩ chắc là không có. Em rất là thương chị gái chồng. Em coi chị gái chồng em như là chị của em. Là tất cả mọi chuyện, từ cái chuyện mà em có bầu, mọi thứ, tất cả mọi thứ, cái chuyện quen của hai vợ chồng em sao, hai vợ chồng gái nhau em đều nhắn tin cho chị chồng biết hết. Nhưng mà tới lúc mà em bầu, em sinh, má có lấy em ra so sánh với chị chồng là mình thấy cảm giác thấy mình tủi thân. Em nói với anh chồng em là em không thích má so sánh em như vậy. Chắc là anh chồng em có nói với má. Từ đầu đó là má sẽ không nhắc được tới nữa. Có bao giờ buồn con dâu mà cô phải khóc chưa? Cứ buồn chứ, buồn mà nuốt nước mắt vô trong lòng. Nó thấy chăm sóc con chị ấy, chị chồng nó kỹ. Má gì mà mua than, má mua cho con một bao than đi. Rồi má chuẩn bị lấy xong rồi nghe. Chừng má hơi cho con cho đẹp chứ, tự con có bầu da xấu quá, xấu giờ má làm sao cho con đẹp. Nó thôi được rồi, con chừng con cố gắng nghe. Vậy mà chừng cứ bỏ than vậy, hơi con hơi cho anh đẹp. Từ từ ấy má. Nó từ từ bằng đều nó nằm ngửa đâu, nó nằm nghiêng đâu, nó nằm úp mặt. Coi như than tàn luôn. Nấu nước ra cho nó xong cũng vậy. Được mấy bữa đầu, mấy bữa sau cái má từ từ cũng cho cháu bú. Cháu hết bú rồi kia cũng ngủ luôn, cái nước nguội luôn. Mà sao hồi đầu con nói thì hồi ngon cho nên má muốn chuẩn bị về chứ không, chắc má cũng không chuẩn bị về đâu. Buồn lắm, buồn là con nó không theo ý mình được. Nhưng mà tất cả cũng vì con cháu, thương con nên mình cũng nhịn cho nó qua đúng không? Nuốt nước mắt vào trong hả? Thấy không? Tội nghiệp có những bà mẹ chồng như thế đó.
À, nói tóm lại đây một câu chuyện cũng có rất là nhiều cái tình tiết mà nếu không chịu đựng được mà vì một cá nhân cá tính nào đó chắc có thể mình ngã ngang rồi ngay từ lúc cưới. Nếu mà gặp bà mẹ chồng nào thôi kệ cưới không hỏi bỏ gì luôn hả? Bỏ luôn. Dạ. Thậm chí thấy con này đẻ khó vậy thôi mày tao chăm không được thôi, mày muốn trai chăm mày chăm đi. Bỏ cái má rất là thương em, rất là thương. Như đây là bà mẹ chồng rất là thương con dâu luôn. Giờ nói sẵn cá dâu này, cái đây là má bí mật, má không nói mà tới bữa nay má nói luôn á. Bỏ than rồi bắt đầu chừng không hơ than nữa là đưa hơ lá trầu á cho nó thơm tho. Sao cứ nó hẹn miếng than tàn hoài mà nó giận lên nổ mà bưng đỡ than qua mà đổ ập luôn bớ cái âu than luôn. Nên nói ủa sao vậy má? Má bưng sải tay. Chứ mà đúng ra giận hơ giận luôn có gì. À hất luôn hả cô luôn. Hả? Biết là má đang đúng nóng, em không đang biết. Giận mình đúng không? Giận cá chém thớt á. Nhưng mà hỏi gì vậy? Ờ chắc nó đổ. Dễ thương hả? Má này là chịu đựng lắm á. À, con thấy chị chồng con không? Nằm là có máy lạnh máy đồ chứ mà không cho bật máy lạnh. Trời nóng là bật cái quạt nhỏ nhỏ thôi. Nói bữa trước nó bật cái quạt, nói bữa sau nó bật hai cái. Sau nữa thì máy lạnh luôn. Thôi bây giờ nói gì nữa. Khỏi nói luôn luôn. Thôi khỏi nói luôn. Hôm nay thì mẹ chồng có mong muốn con dâu thay đổi điều gì không? Giờ là má mong muốn cho con như ở nhà là nhiều điều má cần muốn nói với con. Mình đứng lên, mình đứng đối diện nhau, mình nói luôn cho nó tình cảm nào. Muốn con dâu cái gì? Má mong con á, tự vì con của má thì nói chung nó rất khôn khéo mà nó nói rất nhỏ nhẹ, chuyện lớn cũng thành nhỏ. Má mong con á là chuyện sao chuyện nhỏ thành nhỏ đã đành rồi, chuyện lớn nó càng nhỏ nữa là nó càng hay nữa, càng đẹp cho gia đình mình. Thì con hứa với má là con sẽ kìm cái tính nóng của con lại. Thì con rất là nóng. Chuyện nhỏ mà la lớn quá ha. Chuyện nhỏ la lớn. Dạ, la hàng xóm nghe luôn ha. Đúng. Rồi chúc cho gia đình mình mãi mãi hạnh phúc như thế. Chúc gia đình là bình an, hạnh phúc và thành công nha. Dạ. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Cảm ơn chương trình. Dạ. Chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cô. Đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Sản phẩm được nhập khẩu từ Nhật Bản. Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Và sản phẩm dành cho cả gia đình mình đó là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Cảm ơn rồi. Cô và chị đã đến với chương trình. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, số này dùm em. Bà con nha.